Chị ơi, em muốn coi truyện tranh quá à. Chị mua cho em một cuốn được không? Chuyện đó... Thôi em hiểu rồi, không được đúng không? Mà bộ Lam Chi không cho em mượn hả? Thôi, để mai mốt chị viết chuyện cho em nha. Giống như hồi xưa ba viết cho chị vậy đó. Dạ, em biết rồi. Ố, đang xong rồi hả? Chánh ra coi, đang khó chịu cản cản đồ hoài. Đúng là tụi phân em bé. Đáng ghét đang làm gì vậy cả. Ê làm gì vậy? Mình dễ vui thôi mà. Đưa đây cho tao. Không được, cái này là cũng mừng. Ê sao đồ ngã kìa? Hả? Đâu? À! Thôi trả lại cho mình đi. Đưa mà. Giết mày giết cái gì đây? Mày viết gì á? Thì tại mình thích đọc truyện tranh, với lại không có tiền mua nên chị mình kêu viết thử coi sao. Đau bụng quá à. Mày cũng viết truyện tranh nữa hả? Tác giả truyện tranh Tâm Tanh Lanh Chanh. Nè, trả lại cho mình đi, nhanh lên. Đưa đây, mày thả tao ra. Trả lại cho mình. Tao đã nói rồi, bất cứ cái gì trong nhà tao đều là của tao hết. Tâm Anh, xuống đây giúp chị cái này. Dạ. Tập trung nha, cố gắng thắng chương này nha bạn. Dĩ nhiên rồi. Hai anh ơi, hai anh, em kể này cho hai anh nghe nè. Cái này mắc cười lắm. Tâm Anh hôm nay cũng phải đặt viết chuyện nữa. Câu chuyện nó đặt tên là Câu chuyện về cục phân em bé. Cái con nhỏ này đúng là dơ bẩn. Cái đó mà nó cũng viết được hết trời. Đúng không? Để em đọc cho hai anh nghe nha. Vô. Câu chuyện có tựa đề Phân Em Bé. Cái gì kỳ vậy? Đúng rồi, kỳ thiệt chứ bộ. Trong bồn cầu nọ có một cục phân em bé khóc lóc rất đáng thương. Cục phân mà làm gì biết khóc được nữa, tưởng nó là người chắc, đúng là đồ điên thiệt. Em đọc tiếp tục nha. Vô. Chị gió bay qua thấy vậy cất tiếng hỏi. Cái gì vô duyên vậy, đi qua đây nè. Chó làm gì có miệng mà cất tiếng hỏi chứ. Em cũng thấy vô duyên, nhỏ này đúng là đồ điên thiệt mà. Đau bụng quá. Nhạt nhẽo thiệt chứ. Phân em bé à. Phân em. Phân em bé à. Phân em bé à. Phân em bé hà, vì sao em khóc? Ba em vẫn còn trong bụng người ta, chỉ có mình em rơi xuống đây thôi. Em đừng khóc nữa, ba em sẽ ra ngay mà. Em ráng chờ thêm một chút nữa thôi. Ba ơi, khi nào ba mới nghe với con vậy? Lúc đó, bỗng nhiên có một tiếng động lớn. Nước chảy xối xả, cuốn trôi đi cục phân em bé. Ba ơi, ba ơi. Phân em bé hét lên trong sự sợ hãi, nhưng cuối cùng cũng bị cuốn trôi theo dòng nước. Phân em bé rơi xuống cống, nhưng may mắn là nó đã leo lên được một hộp kén nhỏ. Nhưng bất ngờ, lúc đó bỗng nhiên xuất hiện một đàn chuột độc ác. Cục phân em bé này coi cũng được đó chứ. Phân em bé nghe chuột nói thấy sợ quá, liền quay đầu bỏ chạy. Lũ chuột đuổi theo, bắt cục phân em bé. Cục phân em bé dần dần đuối sức không chạy được nữa. Và ngay lúc đó... Ủa? Sao vậy? Hết rồi hả? Hí, cái con nhỏ này thiệt là... À! Ui á! Mày viết đoạn tiếp theo liền đi! Nhưng mà mình chưa viết đoạn tiếp theo mà. Bạn nói gì vậy? Nhưng gì nữa lên viết đi! Khoan đã! Khoan đi! Không biết khi nào mà nhặt xong cái đống này.
Sao tôi khổ quá vậy trời? Ủa? Sao em lại ở đây? Hả? Lan Chi nó bắt em vẽ chuyện cho nó đọc á. À. Ôi, em vẽ cái gì bây giờ? Sao ngồi lặt giá vậy? Sao còn khổ lắm, đừng hỏi ngoài. Ủa sao con lặt giá vậy? Bất đắc dĩ lắm, con phải làm thôi. Làm gì vậy? Giết không chưa? Mình nằm nãy giờ mình nghĩ ra đoạn cuối mà nó không ra. Trời ơi là trời, tôi á phải dưới nhặt từng cọng giá gì nè mà nó nằm ở đây nó hưởng thụ. Mày sung sướng quá mà, đúng không? Khổ cái tấm thân này. Nhưng mà không có nhân trả gì hết, cho đưa đây cho tao. Vậy thì bạn đọc được bao nhiêu thì đọc. Khổ tâm thân này quá mà. Tôi cũng khổ quá. Và cũng ngay lúc đó có một âm thanh không biết từ đâu phát ra. Bạn hãy đi hướng này. Phân em bé vội nhảy lên hộp của phân chuột bé. Mình sẽ chỉ cho bạn con đường để chạy thoát. Mình là phân chuột bé. Còn mình là phân em bé. Đi theo con đường của phân chuột bé chỉ, cho nên chúng đã thực sự thoát được ra ngoài. Chỗ này an toàn rồi, mình phải về nhà đây. Nếu bạn không có chỗ nào để đi thì hãy về đó với mình. Phân chuột bé nói một cách thân thiện. Mình phải ở đây để chờ ba mình tới. Sau khi chia tay với phân chuột bé, phân em bé đã ở đó một mình chờ ba. Phân em bé rất nhớ ba, càng nhớ phân em bé càng thấy cô đơn. Phương em bé giật mình vì nghe tiếng rao rao, liền bắt đầu nặng hạt. Phương em bé bị tan dần trong nước mưa và trôi đi mất. Đừng mà, tan trong nước thì làm sao gặp ba? Ủa, lại hết ngang giữa chân rồi. Cái con nhỏ này thiệt là. Mày vô đây mày ngồi mày viết đi. Nè, ngồi xuống viết. Khoan đã, làm chi? Sao mày chưa chịu ngồi xuống viết nữa? Chẳng phải bạn Đức biết mình sử dụng đồ trong phòng bạn hả? Thì tại tao hết cách nên tao mới cho mày sử dụng đó. Giờ mày ngồi xuống mày viết nha. Mày viết xong mày báo cho tao liền. Tao ngồi tao canh mày á. Ngồi xuống. Đó, màu đó cũng tô đi. Gì? Sao chưa chịu viết nữa? Làm chi nè, bạn có thể cho mình mượn cái giấy chì này của bạn được không? Cái con nhỏ này mày còn dám hả? Không được thì thôi. Thiệt tình, nó làm khó tôi hoài. Cảm ơn anh chi nhiều. Dứt đi. Chi này, nếu như mà được uống một ly sữa thì chắc mình sẽ viết hay hơn nhiều. Mày còn đòi thêm sữa nữa hả? Khỏi. Mày đợi đó nha, tao đi lấy cho. Cảm ơn anh Chi nhiều. Thì đi ra ngoài. Làm kia, bạn không ngủ không? Mắc gì tao phải ngủ. Xong rồi thì đi ra ngoài. Khoan đã, làm kia. Trong lúc bạn đọc cái này á, bạn cho mình mượn thuốc ngủ bông của bạn được không? Không được, đi ra ngoài. Đi, đi, đi. Đi ra ngoài. Cả ngày mưa rơi không ngớt, tới tối vẫn còn mưa. Đã nói là mình không được ngủ mà, sao cứ con ngủ hoài vậy? Ba ơi, con buồn ngủ quá, ba ơi. Thế là Phương em bé chìm vào giấc ngủ.
hôm sau, khi trời hừng sáng, Phân em bé hòa vào dòng nước mưa và trôi đi từ lúc nào. Chị gió bay ngang qua, thấy vậy cũng tiếc thương cho Phân em bé. Thật là đáng thương, cuối cùng Phân em bé đã biến mất mà chưa kịp gặp ba. Ước gì Phân ba tìm được Phân em bé. Có một cô bướm xinh đẹp bay ngang qua cũng cảm thấy buồn khi nghe câu chuyện này. Và rồi một ngày nọ, ngay tại chỗ Phân em bé chờ ba ngày trước, đã mọc lên một cây non. Chị gió nhẹ nhàng hỏi: Em ở đâu tới đây vậy? Chị chưa từng gặp em bao giờ. Cây non trả lời: Có phải chị gió không chị gió ơi? Bộ chị không nhớ em hả? Lần đầu tiên chị gặp em mà. Chị gió ơi, chị nhìn kỹ đi, em là Phân em bé nè. Phân em bé đã được sinh ra lần thứ hai dưới hình ảnh của một cây non. Từ bây giờ trở đi, Phân em bé có thể ở đây thật lâu để chờ ba. Và tối hôm đó, cây non đã có một giấc mơ tuyệt đẹp. Nó nằm mơ được gặp lại ba của mình. Phân em bé đó. Tạm biệt.